Xin vinh danh tuyên dương khen thưởng học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc năm học 2023-2024 của lớp 23 như sau. Xin tuyên dương em Nguyễn Ngọc Khánh An, Nguyễn Ngọc Anh, Chu Hồng Anh, Lý Lâm Anh, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Phương Anh, Huỳnh Gia Bảo, Hoàng Minh Dũng, Bùi Minh Duy, Nguyễn Xuân Dương đặng dương minh đức nguyễn ngọc minh khuê lưu đỗ nhật linh nguyễn hà khải minh ngô quốc bình minh nguyễn khả my lê nguyễn hải my võ thục my chu thành nam đỗ thị kim ngọc huỳnh hoàng nguyên hồ diên phúc trương hoàng quân võ nguyễn trung quân thái ngọc tức quỳnh nguyễn ngọc thảo tiên nguyễn minh trí nguyễn anh tuấn nguyễn ngọc thảo vi hà vi